Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Đây là chiếc Samsung Galaxy Buds Lite, chiếc tai nghe True Wireless mới nhất vừa được nhà Samsung giới thiệu tại sự kiện Samsung Unpackage năm 2020. Chiếc Buds Lite thì được đánh giá bởi những giới công nghệ cũng như là người sử dụng là một trong những chiếc True Wireless cực kỳ nổi bật, không chỉ trong năm nay mà từ trước đến nay luôn. Nó được update thêm rất là nhiều của chiếc Buds cộng cũng như là chiếc Buds thường. Và vì nó được đánh giá cao như vậy nên là rõ ràng chúng ta sẽ phải có những cái bài đánh giá với những cái sản phẩm True Wireless tốt nhất đến từ mọi hãng luôn. Và hôm nay, sau một thời gian trải nghiệm ngắn của mình thì mình đánh giá là chiếc Samsung Galaxy Buds Lite hoàn toàn có những cái yếu tố còn xuất sắc hơn cả chiếc AirPods Pro đến từ nhà Apple. Để so sánh với hai cái dòng sản phẩm này thì tất nhiên là AirPods Pro nó vẫn sẽ có những cái điểm mà xuất sắc hơn so với cả Samsung Galaxy Buds Lite. Và mình thì sẽ đi phân tích đến những cái điểm mà chiếc AirPods Pro xuất sắc hơn chiếc Samsung Galaxy Buds Lite. Đầu tiên chúng ta sẽ có đó chính là chiếc AirPods Pro thì vẫn là một cái chiếc True Wireless mà thông minh hơn chiếc Buds Lite. Vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì là nó đã được ở trong một cái hệ sinh thái có thể gọi là cực kỳ xuất sắc của nhà Apple. Khi mà chúng ta sử dụng chiếc Samsung Galaxy Buds Lite này với cả những cái sản phẩm ví dụ như kiểu là dòng Note thì nó vẫn chưa thực sự có những cái cử chỉ, có những cái gọi là tích hợp xuất sắc bằng chiếc AirPods Pro trên những cái dòng sản phẩm của Apple. Đặc biệt là khi mình kết nối Bluetooth thì cái kết nối đầu tiên chiếc AirPods Pro vẫn nhanh hơn này, những cái phím bấm cứng sẽ tiện lợi hơn. Và sau đó là khi chúng ta chuyển đổi giữa các cái thiết bị của nhà Apple thì nó cũng cho cái khả năng xử lý nhanh hơn. Tiếp đến là với những cái cử chỉ ví dụ như kiểu là chạm này, nhà Samsung ấy thì đã update cho chiếc Buds Lite rất là nhiều tính năng về chạm này, cử chỉ này, đoán này, tháo bỏ tai nghe. Tuy nhiên thì phải nói là nó vẫn chưa phải là một cái đối thủ xứng tầm so với cái AirPods Pro. Khi mà sử dụng chiếc AirPods Pro, ví dụ như kiểu mình sử dụng phím bấm ở đây này, hay là chuyển đổi giữa các thiết bị, hoặc có thể là chỉ là bỏ tai nghe ra thôi, thì cái khả năng phản hồi của nó cho chiếc iPhone thì cực kỳ là nhanh và cực kỳ tiện lợi. Thêm một cái điểm nữa, nếu như mà các bạn đã từng update lên hệ điều hành iOS 14 ấy thì chiếc AirPods Pro thậm chí còn pro hơn nữa, khi mà bây giờ nó đã được tích hợp thêm một cái tính năng, đó chính là nghe âm thanh 3D. Khi mà các bạn xem video này hoặc là chơi game ấy thì nó sẽ tạo ra một cái âm thanh môi trường và làm cho các bạn cảm thấy là sống động này, hòa nhập với cái âm thanh đó hơn. Thì đây chính là một trong những cái điểm mình đánh giá AirPods Pro vẫn thông minh hơn là Samsung Galaxy Buds Lite. Và cái tính năng tiếp theo mình nghĩ là AirPods Pro mạnh hơn, đó chính là về khả năng chống ồn chủ động là ANC. Cái tính năng này thì đã được Samsung tích hợp trên Samsung Galaxy Buds Lite. Đây là một cái điểm có thể gọi là tiến bộ hơn so với cả hai cái dòng trước là Buds Plus và Buds thường. Tuy nhiên thì mình cảm giác nó chỉ gọi là một cái tính năng được thêm mà thôi, chứ thực ra là nó chưa được làm một cách hoàn thiện như là trên cái dòng sản phẩm AirPods Pro hay là Sony 1000XM3. Bởi vì là hai cái dòng sản phẩm này thì phải nói là cái khả năng chống ồn chủ động của nó cực kỳ tuyệt vời. Khi mà anh em điều chỉnh bằng iPhone này, chuyển giữa các cái chế độ ấy, thì AirPods Pro cho một cái khả năng chống ồn cực kỳ là đỉnh cao luôn, hoàn toàn điếc. Trong khi đó thì Samsung Galaxy Buds Lite nó sẽ cho phép chúng ta bật chế độ chống ồn chủ động. Tuy nhiên thì vì cái thiết kế của nó không có cái miếng mút, cho nên là nó vẫn sẽ có một cái luồng âm thanh nho nhỏ lích vào trong tai của chúng ta, thì nó vẫn chưa gọi là triệt để bằng như là AirPods Pro hay là Sony 1000XM3. Tuy nhiên thì vì cái khả năng chống âm này nó hạn chế ấy, cho nên là khi mà đeo tai nghe lâu thì cảm giác là nó sẽ không bị nặng đầu như là AirPods Pro. Vừa rồi là hai cái điểm mà mình đánh giá là chiếc AirPods Pro sẽ có một cái lợi thế so với cả Buds Lite. Còn bây giờ thì là một cái điểm mình nghĩ là 1/8, 1/10. Đánh giá cá nhân của mình thì không phải là một cái tai quá sành sỏi, cho nên là cũng không biết là chất lượng âm thanh của cái nào tốt hơn. Mình đọc thì rất là nhiều và cảm giác là chiếc AirPods Pro, bởi vì là cái khả năng chống ồn của nó tốt hơn này, cho nên là nó sẽ cho một cái chất lượng âm thanh vào tai một cách tuyệt vời hơn. Chúng ta sẽ trải nghiệm cái âm thanh một cách trọn vẹn hơn. Trong khi đó thì chiếc Buds Lite, anh em hãy thử tưởng tượng là nó chỉ đứng ở trên tai chúng ta thôi, đút vực vào đây đó, chứ không cản trở bởi bất kỳ một cái núm nào cả. Cho nên là nó sẽ mang lại một cái chất lượng âm thanh bị ảnh hưởng bởi âm thanh môi trường nhiều hơn này. Nhưng mà có một cái điểm nâng cấp, đó chính là Samsung đã hoạt động với cả AKG để có thể nâng cấp chất lượng âm thanh của chiếc Buds Lite. Và cái điều này thì mình confirm với anh em là nó nghe hay hơn rất là nhiều so với cả AirPods 1, AirPods 2 hay thậm chí là Buds Plus.
Cho nên là Budline sẽ là một cái sản phẩm mà theo cực kỳ sát trong cuộc đua về chất lượng âm thanh. Có một cái điểm hay ho đó chính là nếu mà anh em download cái ứng dụng âm thanh của nhà Samsung về ấy, thì chiếc Budline có thể điều chỉnh các cái tần số âm thanh khác nhau này, cho những cái trải nghiệm âm thanh khác nhau. Thì đây là cái điểm hay ho hơn so với cái AirPods Pro. Còn nếu mà anh em muốn điều chỉnh âm thanh của AirPods Pro ấy, thì anh em phải nâng cấp lên iOS 14. Và bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh chiếc AirPods Pro, thì rõ ràng là nó sẽ có cái lợi thế hơn một chút so với cả Budline. Còn anh em có thể trải nghiệm hai cái dòng sản phẩm này để đánh giá xem chất lượng âm thanh của nào xuất sắc hơn nhá. Bây giờ thì hãy cùng đến với cái phần mà mình đánh giá chiếc Budline có cái lợi thế hơn so với cái AirPods Pro. Đầu tiên, như mọi người có thể thấy ở đây, đánh giá cá nhân của mình thì sẽ là về cái phần thiết kế. Rõ ràng là về phần thiết kế thì rất là không đúng khi mà đánh giá cái nào đẹp hơn, bởi vì là có nhiều bạn thì thích kiểu này, có nhiều bạn thích kiểu kia. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải cho một cái điểm về cái sự nổi bật, đó chính là chiếc Budline năm nay đã được thiết kế theo một cái hình thức nhìn cực kỳ bắt mắt và rất là nổi bật so với cả những cái dự đoán của mọi người ban đầu. Chiếc Bud thời gian đầu tiên cũng như là Bud Plus ấy, thì có một cái thiết kế rất là an toàn. Và chiếc Bud Plus thì có phần nhìn rất giống như kiểu là chiếc AirPods Pro ở đây, khi mà có một cái hộp cực kỳ là tròn trĩnh giống kiểu hình con nhộng. Trong khi đó thì chiếc Budline năm nay đã được thiết kế theo dạng hộp phấn này, nhìn rất là nữ tính và cho chúng ta một cái màu sắc, đó chính là màu đồng. Cái màu đồng này thì là cái màu chủ đạo của Samsung trong năm nay. Khi mà mở ra phía bên trong ấy, thì thậm chí nó còn càng nổi bật hơn so với cả AirPods Pro. Khi mà chúng ta mở cái dòng sản phẩm AirPods Pro ra thì có thể thấy được rằng là đây sẽ là một cái thiết kế rất là công nghệ. Trong khi đó thì chiếc Bud Cộng này, chúng ta sẽ có một cái thiết kế cũng như là cái hình dáng nhìn cực kỳ giống một cái món đồ trang sức. Các bạn có thể thấy ở đây, với nhiều bạn đánh giá đây sẽ là hình thức một quả thận. Trong khi đó thì mình đánh giá là cái phần bóng ở phía bên trên này này, nhìn thì cực kỳ nổi bật này, cực kỳ sáng tạo trong năm 2020. Và khi mà đeo lên tai, mặc dù là nó nằm trọn ở trong phía tai luôn, tuy nhiên thì vẫn rất là dễ nhận ra đây là một cái sản phẩm tai nghe cao cấp của nhà Samsung. Mặc dù là mình đã khen về cái phần thiết kế của chiếc Budline, nhưng mà nó vẫn sẽ có một cái điểm cảm giác là nó chưa thỏa mãn bằng chiếc AirPods Pro, đó chính là về phần nẫy của cái nắp. Cái nẫy của cái nắp nhà Apple làm vẫn cực kỳ tuyệt vời, kể cả các bạn so sánh những cái sản phẩm fake thì có thể rõ ràng nhận ra ở phần cái nắp. Mình cực kỳ thấy thỏa mãn khi mà mở ra đóng vào của những cái sản phẩm của nhà Apple. Trong khi đó thì chiếc Budline mặc dù đã thay đổi thiết kế rất là đẹp này, cái nắp nhìn cũng cực kỳ mới mẻ, tuy nhiên thì cái cảm giác đóng mở của nó thì rất là giống hộp phấn. Nó sẽ không mang lại cái cảm giác thỏa mãn như kiểu là chiếc AirPods Pro. Và cái điểm thứ hai chiếc Budline xuất sắc hơn AirPods Pro, đó chính là về cái thời lượng pin. Khi mà chiếc Budline có khả năng nghe tới là 6 tiếng đồng hồ khi mà chúng ta bật chế độ Noise Cancelling, còn nếu mà tắt đi thì nó có khả năng dùng lên tới là 8 tiếng đồng hồ, gần gấp đôi so với cả AirPods Pro dừng lại ở mức là 5 tiếng đồng hồ nghe nhạc liên tục. Còn khi sử dụng với hộp sạc thì chiếc AirPods Pro dừng lại ở mức là 24 tiếng đồng hồ. Trong khi đó thì Samsung Galaxy Budline, một cái chiếc hộp nhỏ gọn và đẹp như thế này, có thể sử dụng lên tới là 29 tiếng đồng hồ. Còn về cái thời gian sử dụng thực tế cũng như là cái khả năng chai pin theo thời gian ấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi cho đến khoảng 3 đến 4 tháng nữa khi mà mình trải nghiệm hai cái dòng sản phẩm này để xem là con nào thì chai pin nhiều hơn và khả năng sử dụng lâu dài như thế nào nhá. Và cái điểm thứ ba theo đánh giá cá nhân của mình là chiếc Budline hay ho hơn so với AirPods Pro, đó chính là cái cảm giác đeo trên tai. Cái này ấy, thì nếu như anh em để ý trên mạng xã hội, những cái người đầu tiên sử dụng chiếc Budline tỏ ra cực kỳ là vụng về và loay hoay khi có thể đeo được chiếc Budline lên tai. Và mình là một trong những người như thế này. Khi mà mới mua về, mình chưa bao giờ cảm thấy là có một cái chiếc tai nghe nào trông như thế này cả. Chiếc AirPods Pro chúng ta sẽ có cái phần núm này, dễ dàng đeo vào tai. Hay là những AirPods 1 hoặc là Bud Plus thì chúng ta vẫn có cái núm cho vào rất dễ dàng. Trong khi đó thì Budline nhìn nó tròn một cục như này này, đút lên cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên chỉ sau khoảng tầm 2 ngày sử dụng thôi thì chiếc Budline khi mà mình đeo lên tai, mình có cảm giác cực kỳ dễ chịu, như kiểu là không đeo một cái tai nghe nào lên tai cả và mình hoàn toàn quên mất là mình đang sử dụng tai nghe. Một phần là vì nó rất nhẹ, phần tiếp theo đó chính là nó sẽ không bịt lỗ tai của chúng ta lại và nó sẽ không gây cảm giác như kiểu là bị cản trở. Cho nên là về cái đánh giá cá nhân của mình thì cảm giác đeo trên tai của chiếc Budline cực kỳ thoải mái. Một cái điểm nữa mà mình muốn so sánh về hai cái dòng sản phẩm này, đó chính là về cái mic thu âm.
Cái thiết kế của hai dòng sản phẩm này ấy, thì nó có một cái ngôn ngữ thiết kế mic gần như là tương tự, khi mà chúng ta sẽ có các cái phần mic ở phía bên ngoài để có thể thu âm thanh ở bên ngoài môi trường, và một cái mic ở phía bên trong để có thể phát âm thanh vào tai chúng ta. Chiếc AirPods Pro thì cũng vậy thôi. Tuy nhiên thì AirPods Pro luôn luôn có một cái vấn đề, đó chính là tại thời điểm mới ra mắt thì rất là nhiều người phản ánh mic của AirPods Pro không thực sự xuất sắc. Cái chất lượng âm thanh ghi lại cũng như là nghe được từ cái phía đối diện thì nó nghe không thực sự hay. Khi mình so sánh với chất lượng âm thanh thu từ mic của Budline thì chất lượng âm thanh của Budline dày hơn, và mình đánh giá là cũng là 1.8:1.10 thì phần thắng vẫn nhỉnh hơn về Budline. Và đây sẽ là cái điểm cuối cùng mà mình cho rằng là chiếc Budline mạnh hơn, cũng như là cái điểm quan trọng nhất mà nó sẽ tạo cái cảm giác là hoàn thiện hơn so với cái AirPods Pro, đó chính là về cái khả năng tích hợp của nó. Nếu mà so sánh trực tiếp chiếc AirPods Pro kết nối với iPhone và Budline kết nối với Note thì chiếc AirPods Pro ấy vẫn xuất sắc hơn. Tuy nhiên khi mà so sánh tổng thể trong cái giới công nghệ ấy, thì những cái sản phẩm nhà Apple vẫn luôn luôn hoạt động rất là khó kết hợp với những cái sản phẩm của hãng khác. Ví dụ mình sử dụng một chiếc điện thoại của Xiaomi mà sử dụng chiếc tai nghe AirPods Pro thì thực sự là nó chả khác gì một chiếc tai nghe bình thường cả. Nó chỉ loanh quanh mức giá 1 đến 2 triệu đồng thôi, không tích hợp bất kỳ một cái tính năng thông minh nào. Những cái cử chỉ này, những cái bỏ tai nghe ra nó cũng sẽ không thực sự mượt mà như trên các sản phẩm của nhà Apple. Và chúng ta cũng không thể nào bật những cái chế độ kiểu noise cancelling kiểu chủ động ở trên những cái sản phẩm của iPhone. Trong khi đó thì sử dụng chiếc Samsung Galaxy Budline với Note 10 hay Note 20 hay là Xiaomi hay với Realme hay thậm chí cả với Vsmart nữa, thì tất cả gần như là cho một cái kết quả như nhau. Chất lượng âm thanh vẫn rất tốt này, chúng ta vẫn có thể đào app sử dụng âm thanh của nhà Samsung trên tất cả những thiết bị của Android, thậm chí là trên cả iPhone nữa. Vì vậy có thể nói là chiếc Budline sẽ đáp ứng cực kỳ tốt với tất cả những hệ sinh thái của những hãng smartphone khác. Vì vậy mà đây sẽ là một cái điểm mà tất cả những fan của những hãng điện thoại khác đánh giá cao chiếc Budline hơn so với cả Apple AirPods Pro. Sao các bạn thấy thế nào? Sau khi so sánh giữa những cái hạng mục biểu thiết kế này, chất lượng âm thanh này, thiết kế thao tác cũng như là khả năng tương thích với tất cả những chiếc điện thoại, thì mình có những cái lý lẽ của mình để đánh giá là chiếc Budline đang là một trong những cái đối thủ nổi bật của chiếc AirPods Pro. Còn với những bạn nào đang sử dụng AirPods rồi hay là đã có cái thời gian trải nghiệm chiếc Budline rồi thì hãy để lại comment phía bên dưới liệu những cái đánh giá của mình đã đúng chính xác hay chưa, hay các bạn có so sánh như thế nào về hai cái dòng sản phẩm này, đều có thể để lại comment để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Còn với những ai mà chưa có cơ hội để trải nghiệm hai cái dòng sản phẩm này, đặc biệt là chiếc Budline, thì có thể tới ngay những cái cơ sở của Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc, hoặc là tham khảo ngay đường link phía bên dưới để có cái mức giá tốt nhất cho hai cái dòng sản phẩm này nhá. Cuối cùng thì hãy đừng quên ấn nút theo dõi kênh YouTube Hoàng Hà Channel, còn mình sẽ sớm ra những cái video so sánh cũng như là trải nghiệm những cái dòng sản phẩm về công nghệ. Xin chào, hẹn gặp lại. Bắt đầu. Máy chạy rồi.